Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy toán lớp 7 thực hiện phép tính. Thầy cho một cái đề là 2/3 và mũ 4. Và cái này là 2/3 mũ 2. Và như vậy đây là một cái phân số mà có mũ. Bên này cũng là một cái phân số là có mũ. Chúng ta đóng cái mặt như thế này, đóng cái mặt như thế này thì có nghĩa là cái tử này nó cũng bị ảnh hưởng bởi con số cái mũ 4, và cái mão này nó cũng bị ảnh hưởng bởi cái mũ 4. Nếu như chúng ta không đóng mặt này á, chúng ta ghi số 4 không á, thì có con số 2 này ảnh hưởng thôi, còn con số 3 này không ảnh hưởng. Là hai cái này chia nhau. Nè. Đây là cái số 4 là cái mũ, số 2 là cái mũ, còn này là cái cơ số. Nè, cái này là cái cơ số. Chúng ta thấy hai cái này cái cơ số giống nhau là 2/3, đây là 2/3. Muốn chia cái hai cái cơ số mà giống nhau á, thì chúng ta sẽ lấy là mũ, chúng ta sẽ trừ cho mũ, được không? Đấy. Rồi ngay chỗ này thì đây là một cái dấu trị tuyệt đối. Dấu trị tuyệt đối thì chúng ta bỏ dấu trị tuyệt đối ra thì nó luôn luôn là thành ra con số dương, được không? Luôn luôn là thành con số dương. Và cái mũ không này đó, luôn luôn là bất kỳ số nào ở mũ không nó cũng bằng 1, được không? Rồi từ cái này chúng ta sẽ đem qua đây trừ chia ra thì cái cơ số này chúng ta giữ nguyên, và chúng ta lấy cái mũ chúng ta sẽ trừ cho cái mũ 4, ta trừ cho 2. Rồi ngay chỗ này thì chúng ta sẽ bỏ cái trị tuyệt đối này ra, còn cái dấu trừ này, bản thân cái dấu trừ này nó nằm ở đây, dấu trừ nằm ở đây. Đây cái dấu trừ này vẫn là giữ nguyên, được không? Vẫn là giữ nguyên cái dấu trừ này. Rồi cái dấu trừ này là trị, bỏ cái dấu trị tuyệt đối này ra thì cái dấu trừ nó mất. Rồi cái mũ không thì nó cũng vẫn là còn đây. Tiếp theo thì ngay chỗ này thì 4 ta trừ cho 2, 4 ta trừ cho 2 là bằng là 2, được, là 2. Rồi cái này là bất kỳ cái số nào cái mũ không cũng là bằng 1, như vậy là cái này là bằng 1. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tách cái này ra. Tách cái này ra là cái con số 2 này nè, cái mũ 2 nè, nó ảnh hưởng cả tử và cả mão. Được. Như vậy là 2 mũ 2 và 3 mũ 2. Đấy, trừ 1 chúng ta điểm. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có gì đây? 2 mũ 2 là bằng 4, 3 mũ 2 là bằng là 9, ta trừ cho 1. Thì tiếp theo thì chúng ta sẽ lấy là cái 4/9 là chúng ta giữ nguyên, còn là 1 này chúng ta sẽ lấy là 9/9. À, 9/9 là bằng 1. Rồi chúng ta sẽ trừ nhau ra thôi, được không? Chúng ta trừ nhau ra thì chúng ta sẽ được là âm 5/9. Đây là cái kết quả cuối cùng. Như vậy tóm lại cái bài này thì chúng ta có cái chỗ nào chúng ta lưu ý. Lưu ý thứ nhất thì chúng ta sẽ nhớ rằng là hai cái này chia nhau mà nó cùng là cơ số thì chúng ta lấy mũ ta trừ mũ. Rồi, lấy mũ ta trừ mũ. Rồi, còn cái này là nhớ một điều chỗ này nữa là bỏ trị tuyệt đối thì nó luôn luôn thành số dương. Số dương. Và cái chỗ này nữa là bất kỳ số nào mà mũ nó bằng bằng 0 thì nó luôn luôn là bằng 1. Như vậy mấy điều là quan trọng chỗ đó thôi. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog. Trong blog là dày rất nhiều các đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.